Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình và Vedax sẽ cùng nhau chơi những tựa game Block Food phát trên Roblox, và mong rằng nó sẽ có một tựa game ở đó có trái Dragon Reward. Bởi thật sự mình đã đợi trái quỷ này quá lâu rồi. Mong là admin có thể coi được video này và ra trái Dragon sớm xíu tôi chơi nha. Em đâu Vedax? Em đang ở chỗ đầu tiên nè. Hello anh ạ. Ui xe mọc râu gì xum xê quá vậy? Trưởng thành rồi hả? Đúng rồi, tới lúc mọc râu rồi. Ui mấy bạn này cầm trái quỷ nè. Nhưng mà anh có trái quỷ rồi, chế bom. Ê mà game này là tên gì mà sao đẹp quá vậy? Ấy, top donate. À, donate là được đứng trên cái bảng rồi phố. Ê anh donate đi. Ta donate có 100 mua bức mà được đứng trên bảng kìa. Ai ai ai, con đứng nhảy nè, con đứng nhảy được không? Oh let's God, go. Quay, à. Sao anh không đứng nhảy vậy? Ví dụ rồi. Ai út mà. Vãi cái trưởng thiệt. Ma cày thế. Thôi, để mình test thử tự game này nha. Thấy cũng khá là đẹp á, đồ họa cũng cỡ cỡ lớp phốt chứ không giỡn đâu. Rồi, xài chiêu rồi. Ui cái gì vậy? Ui, thằng này nó bắn mắt ma ghê ghê ta. Ôi, lên bờ quá trời luôn. What the hell? Ai, để anh test thử chiêu chơi bom nha. Triple bom shoot. Bum 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 bum. Ai mà chơi bom này nhìn lỏ sao ha? Má chiêu cùi với ta. Chiêu ít cũng y chang chiêu dách à. Cách nào để được trái quỷ mới không ta? Rồi, để coi thử rồi. Đi coi một vòng coi. Có chỗ nào mua trái quỷ không ta? Cái gì nãy dùng robot đó mua trái quỷ luôn. Tự nhiên em kêu anh donate cho nó chi vậy? Thôi, để anh mua trái quỷ cho. Được rồi, dù sao anh cũng có tiền mà. Let's go. 5 trái quỷ. Ủa? Vãi cái chữ ra đây coi đây Phúc. Bùm 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 bùm. Ủa anh rớt cũng được. What the hell? Rồi, trái mới của anh là trái Blizzard nha các bạn. Flag shoot. Ôi trời tối nhìn. Tay á. Anh store food được á. Rồi luôn, mắc trái quỷ luôn. Mắc trái quỷ luôn rồi. Nó scam anh, game này scam hả? Oh my god, game lừa đảo các bạn ơi. Trái Blizzard này cũng yếu vậy. Ê, có nâng start kìa, em thấy không vậy? Anh nâng vô trái quỷ nha. Ê, bật BBB lên quýnh cái này thử ơi. Mày. Rồi. Mà. Để em trả hô. Em giết rồi. Một hit chết luôn hả trời. Nó quýnh trước luôn. Má cây thiệt, chưa quýnh ta nó chết rồi. Đánh nó đi, đánh nó đi rồi em đánh. Ok ok, để lên lên bà thử coi chiêu ít của anh là gì cái đã. Chưa chiêu ít nữa. Ê, hồi nãy em muốn BBB nè. Mày BBB nó phốt mày. Heavy bin. Quýnh nó kìa phốt. Hay vậy. Ui, em mạnh gì vậy? Em là chùm mà. Ôi ok ok, lên là 20 nè. Chiêu ít của anh nè nha. Mini nano. What the hell cái gì vậy? Ui. Về em vậy. Mạnh vậy? Nghiêng luôn rồi. Mày hả với đắc? Thôi cái này lâu lên mastery quá để lên random chơi mới rồi. Ê, Phúc anh nè. What? Anh múa. Cái này nó không có lừa anh nè. Ôi, Crazy Lion. Hay nha các bạn, thấy hay không các bạn? Ê, cái gì vậy? Ôi các bạn ơi, vậy là game này không có lừa nha. Nhìn cũng ngầu quá chứ, đáng tiền các bạn ơi. Vậy là mọi người sẽ biết đến mình và đăng ký kênh của mình. Chuẩn luôn. Đây, mình giúp các bạn farm nha. Hai bạn này farm có vẻ khó khăn nè. À quên. Phải tắt BBB mới giúp nó farm được chứ. Kha 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 kha. Ôi mà nó không bật BBB. Vậy là không giúp mấy bạn này farm được các bạn ơi, buồn thiệt. Ui Phúc, cái gì tới kìa Phúc. Ui Phúc ơi, hãy tặc tấn công Phúc ơi. Game hay vậy, game hay vậy. Roblox, what the hell. Mày, hình như admin biết anh chơi nên nó tạo ra sự kiện nè. Đù, úi, win luôn rồi. Nên đảo. Úi, cái gì vậy? Nên đảo. Trời, anh nên đảo. Trời, cách xin kìa. Ôi, đánh bot các bạn ơi. Nó win hết mấy thằng chính thiện rồi. Con bot này mạnh quá. Ôi, nó biết leo cây luôn hả, đỉnh vậy. Mày, em... úi, hay quá, anh được 1000 mấy billy nè. Ơi, đừng gỡ cho em xuống nữa. Ơi. Ê, phốt, coi nè phốt, anh quýnh boss nó gỡ cái này nè. Ôi, không được gì chứ ta. Ôi, các bạn ơi, nói chung thì game này cũng hay nha, mình đánh giá là khoảng 4 sao. Và tựa game tiếp theo tụi mình sẽ chơi đó chính là Block Food, nhưng mà ghẻ với cái update mới đó chính là update chim. Oh my god, em vô game vô phố. Em đang vô, đợi em xíu. Mấy này nó cầm chiếc kitsune gì lum la đây vậy? À, người Việt Nam. Cho mình xin trái ác quỷ. Rồi, má ghi cho mình xin trái quỷ nó tát luôn. Thấy phản cảm quá hay sao á. Thôi rồi, vậy anh phải có làm mới có ăn Phúc ơi. Phải đi farm tiền mới thể random được. Ấy, cái quần què vậy? Ôi, con rồng kìa. Ủa, em hả? Anh không có con rồng hả? Ủa vậy, sao em có được trái rồng vậy? Vì mới vô game em có con rồng, em mạnh hơn anh rồi. Mày, má, nó mạnh gì vậy? Ơi, mày đắc hắc hả? Mình trở thành người Vô Thái các bạn ơi. Mày đâu là anh? Đừng kiếm anh Phúc ơi, đừng kiếm anh. Kiếm đi. Anh em nó quen biết hết trơn Phúc ơi, tha cho anh đi. Kiếm đi. Thằng mày đắc này hơn ta thì mới vô lụm được trái Dragon chứ. Ơi, em giỡn Phúc. Hãy coi chiêu của anh nè. Dance. Trời ơi, trái chớp này phế như chen trong lốc phút luôn nội ơi. Ơi mấy em quỷ diệt nguyên cái map luôn á ông nội, sao kỳ ta. Không được các bạn ơi, mày đắc này làm cách nào mới vô có trái Dragon như ta. Wow.
Đây các bạn ơi, hình như cái này mới là... Ui, Phúc ơi, vãi cái chỗ anh mới tìm được bí mật mới. Ờ, em boss nó cứ quật quốc em hoài à. Rồi, sao em biết hay vậy, đánh vô chúng em nào, let's go. Ây da, con boss này căng vậy, ủa con boss đâu? Kìa nó kìa, con lông mini. Con boss T-Rex. Chơi xe mốt này phê quá các bạn ơi. Nó có mất máu không, sao em đánh nó không hay mất máu gì chứ. Có, nó còn 1000+ máu lận, em quýnh nó tiếp ơi. Quýnh boss luôn các bạn ơi, mới vô game có 1-2 phút mà đi quýnh boss luôn rồi. Với đắc mạnh thiệt, em bắn tùm lum quá Phúc ơi. Boss còn máu không, em không thấy máu nó. Anh còn 1400 máu lận, quýnh ơi. Mày, nó còn có 900 máu à. Nhanh, sắp chết rồi. Hay. Ờ, đây anh nha, 45 máu nè. Ui, phu. What the f. Lụm nhanh lên phút, lụm đi. Một cái gương 100 bili đó, nhiều vậy. Anh chừa cho em nè, vô lụm đi. Thôi mấy anh lụm hết rồi anh mua cây gậy luôn đi. Cây gậy tới 2500 lần. Ôi không đủ tiền mua rồi, chắc anh ra ngoài anh random tí quá. Để vòng vòng map coi còn chỗ nào bán gì nữa không, mua thử cái ơi. Ông này bán trái quỷ vĩnh viễn, trong game này nhiều trái quỷ vãi luôn nè Phúc coi nè. Mà trái dragon của em là trái mạnh nhất luôn. Mà anh có 1600 tiền, anh có mua được trái quỷ gì đâu. Ôi các bạn ơi, thì nói chung... Ôi, trái này bát, what the hell, no. Ê, làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Nó tự rớp ra. Hay thì nói chung game này khá là dở nha các bạn, mình sẽ đánh giá nó là 2 sao bởi vì mình đã mất trái Leopard rồi. Game này em sẽ đánh giá 5 sao tại mới vô là em là người mạnh nhất game, em có con mạnh nhất game luôn. Ok, và tựa game tiếp theo tụi mình sẽ chơi đó chính là Block Food Free Food Test. Đương nhiên rồi, một tựa game có chữ Free Food là thấy thích rồi đó. Nên là mình và Vidac sẽ vô test thử game này nha, để xem coi là game này ngon hay không. Ui, game này nhiều người Việt Nam vậy. Chiến Huy, Linh, Ken, tao là dân trí. Nó còn cho chắc quỷ free luôn kìa, đụng vô là cho đúng không? À, free 50 robot mà phải up bi qua đây để nhận trái quỷ hay sao á. Ui khó vậy ta. Oh my god. Ê ta, ủa mày mặc đồ gì vậy? What the hell? À, vô đây là chúng ta được chọn vũ khí miễn phí đúng không? Let's go, chuẩn luôn, có cái Yoru nè. Wow, từ nha, để anh random trái quỷ cái. Ui, legendary. Ui, không phải legendary rồi, cái chết like. Đó. Em là fan anh hả? Tặng em nè. Ơi, em đóng băng nguyên dụng xung quanh này kìa. Ơi, đang tặng quà bạn này cái phốt. Like Ray. Chiều anh like. Ôi, chiều anh. Chiều. Nổ máy anh Phúc ơi, nổ máy anh ơi. What the hell? Ê, má chứ làm game này bá đạo quá vậy. Mà anh mất trái quỷ rồi, phải random lại cái mới được. Phải cái trưởng, trái common à. Mặc dù là game phát nhưng mà nó khá giống Lock Food nha. Bởi vì random toàn mấy trái lỏ lỏ không à. Ê, ở đây có thiện thao sành sinh y Phúc. Ây da, má em đóng băng nữa rồi. Đi, lên thiện. Anh là Luffy nha. Em là Nami. Ê, hả? Thôi, anh không làm Luffy đâu má. Sợ quá các bạn ơi, trên thiền mà có Nami cỡ này thua. Ui, em vừa mới đăng ký với anh kìa. Ủa là hay mới đăng ký hả? Cũng không tốt lắm, nhưng mà nếu em có coi được video này thì nhớ kêu nhiều người đăng ký hơn cho anh nha. Chứ giờ mới đăng ký là hơi ẩu rồi đó. Anh tặng em món quà nè. Mày dám không đăng ký anh à. Ê mà game này nó có mua trái kitsune với 50 robot này, nên mua không ta? Thử nha các bạn, thử nha. Mà sao anh không xài được ta, bị scam nữa hả ta? Ôi các bạn ơi, game này nó scam mình rồi, mình không xài trái kitsune của mình được. Phụ mình V4 ra là 30 robot, em nên mua không? Mua thử ơi, coi nó có scam mình nữa không? Ok, em sẽ lỡ bị scam V4. Rồi, mình sẽ làm thử một cái nữa nha các bạn. Ủa sao không có gì hết trơn à? Sao không có bro, gì? Mình bị scam nữa rồi. Hey, thôi xong rồi các bạn ơi, mình đã bị lừa rồi. Và thậm chí là kể cả Vi Đắc cũng bị lừa nữa. Má game 1 sao không nói nhiều nha. No way. Game này là scam hả? Không ao mới được. Bấm chiếc ao cái nó vô lại game luôn. What the fuck? Cái này mà chơi trên điện thoại chắc quản cũng không nổi. Mình không ao game được luôn nha các bạn. Xem nè, mình bấm vô nút lift nhưng mà chưa kịp gì hết là nó bắt mình vô game lại một lần nữa luôn. What the hell? Oh my god. No way bro. Ê má, game bá đạo mãi. Thôi các bạn ơi, nói chung thì hành trình chơi game fake của mình và Vidac hôm nay tới đây thôi nha. Chứ vô được cái game này thấy hơi đắt làm sao á. Thôi mình phải tắt video để reset máy đi nha các bạn, chứ không thể nào out được game nữa rồi.